5 cách tạo dáng ở quán cà phê. Dáng thứ nhất, mới vô quán cà phê thì phải check in thôi. Dáng thứ hai, check in xong phải coi hình liền. Dáng thứ ba, nhờ anh người yêu chụp cho tấm hình liền. Dáng thứ tư, anh người yêu chụp hình đẹp quá, đút cho miếng cà phê nè. Dáng thứ năm, anh về đi, em ngồi chờ anh khác. 5 cách tạo dáng khi đi du lịch. Dáng thứ nhất, xách ba lô lên đi thôi. Dáng thứ hai, quay lại xin anh người yêu mấy xị. Dáng thứ ba, có tiền rồi đi thôi. Dáng thứ tư, yeah, tới nơi rồi. Dáng thứ năm, tới nơi rồi, đi về thôi. 5 cách tạo dáng khi cô đơn trên biển. Dáng thứ nhất, cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong là biển rộng. Dáng thứ hai, nếu căng thẳng quá hãy cố gắng nhìn lên bầu trời. Dáng thứ ba, không muốn gì ta. Dáng thứ tư, ai rớt 5.000 kìa. Dáng thứ năm, hên quá, sáng sớm có tiền rồi. 5 cách tạo dáng dụng dấn chị em. Dáng thứ nhất, suy nghĩ nhông anh. Dáng thứ hai, nhận em luôn. Dáng thứ ba, boy hững hờ, đứng chờ em tới. a.yahoo.com. Dáng thứ tư, mới mua đôi giày Thái. Dáng thứ năm, Ngọc nãy giờ mệt quá. Hãy nhấn subscribe, nhấn nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ yếu Sài Gòn nhé.